90 liền phút bộ nằm dự phòng của ta nhé. Vậy mà lại bị hắn nhốt rồi, xem ra công việc này quá thật nguy hiểm. Cây Ngô Đồng, con có trứng Phượng Hoàng. Cây nào ra đi. Ngọ Bỉnh, trứng hai lùng cùng, tại sao ngươi lại xông vào địa bàn của ta? Này, nơi này không có ai. Tộc trưởng của ta và tộc nhân của ta đã bị làm sao rồi? Chết trong tay các ngươi rồi sao? Sát khí của người này nồng đậm như vậy, thực lực thì nhất định cũng còn yếu, xem ra không thể thuyết phục được hắn. Ngươi nói bậy cái gì đó? Ngươi còn dám nghi biện? Tình điên ngươi, chuyện lão tử chưa từng làm sao là phải thừa nhận chứ? Khoảng cách gần như vậy, nếu như trúng Phượng Hoàng, bị làm sao thì phải chịu phạt. Vừa mới giao thủ đã chạy từ nhát gan này. Nếu như người đã không nhận, vậy thì họ đi đâu rồi? Bốn tướng quân không biết. Không biết tự lượng sức. Lộn ảnh của ta, vậy mà lại bị ánh sáng ngũ sắc hấp thụ rồi. Quấy lại cho ta. Hôm nay, ta phải giết người để tế tập nhân của ta. Kẻ nào đã ngông cuồng lại dám nói những lời này ở Nam Hải có bóng vườn vậy? Uống nhiều rượu quá rồi hả? Ngươi là Ngô Phạm Trấn Hải Long Vương. Lần này đến đây là được người khác nhờ vả để giấu hơn người, hơn nữa bổn vương cũng muốn đánh với ngươi một trận. Chỉ với ngươi. Chuyện gì thế này? Bổn vương không cho ngươi cử động thì đau này con người có thể động sao? Khởi. Người coi ngũ sắc thần hoàng của ta là cái gì vậy mà lại liều lĩnh như thế? Đừng có gấp, bốn vương còn nhiều thủ đoạn lắm. Đi. Hắn vậy mà lại đang luyện hóa ngũ thái thần hoàng của mình. Tu. Chết tiệt. Tại sao? Tại sao lại không dập tắt được? Nước, đúng rồi, dùng nước. Trí tuệ này thù. Lão vương, không tiền trước giờ làm việc đâu lộ mãn. Mồm lão vương lượng thứ. Con nên giao hứng thì cũng đã giao hứng rồi. Tính cách thì cũng không tệ. Nếu như ta biết được cái nào ở sau lưng ta cố vũ khống tiền đến đây gây sự, thì ta sẽ rút gọn lúc giờ đó rằng đây à. Hát xì. Ấm áp quá. Tập trưởng. Hứ, người muốn chết à? Ta có thể tiến một đoạn. Tập trưởng à, không phải người đã bị hắn giết chết rồi sao? Hả? Không phải người nên nói những lời cớ biệt trùng trùng hay sao? À, tập trưởng à, ta không có ý đó. Trước khi ta chuyển sinh thì người trước mắt này không những giữ ta lại, còn cho tộc ta một đời nhỏ nơi đây sinh sống. Không tiền trước đó đã mạo phạm rồi, mong lão vương lượng thứ. Nếu như tộc trưởng tộc ta đã bái nhập vào Trấn Hải Long Cung, xin khống tuyên ta thì cũng tự nhiên cũng không thể nào ngoại lệ, mong lão vương thu nhận. Được rồi, cùng lên đi. Hôm nay phong cho ngươi làm đại tướng quân trấn diện Trấn Hải Long Cung, canh giữ tam sơn quan. Đây cũng là lệnh bài của chiến tướng Long Cung, mà tướng tất sẽ làm tròn chức trách. Lỗ lực này là chuyện gì thế này? Xem ra ta lại có tới một tướng tài mạnh mẽ rồi. Hả? 1913. Vương huynh, đã có cử động, bốn vương không sao. Chúc mừng khi chủ đã lĩnh ngộ được thành công ngũ thần thái hoàng. Ngồi may mắn tới đấy. Không chỉ thúc phục được không tuyền, mà còn được tặng kèm ngũ thải thần quang. Ngũ thải thần quang của người còn mạnh hơn hắn. Lòng vườn quá tức là có tài năng đặc biệt, vậy mà lại ngủ có thể lĩnh ngộ được thần thông như thế này trong chớp mắt. Không tuyền, ta lại cho người 3 ngày sau buộc phải đến triều thành ca. Ta có một sự sắp xếp khác. Trong đại điện của Trấn Hải Lòng vườn, bên phía đế tầng sắp không được rồi, ngươi định làm thế nào?
Ta cũng đang tìm cách đi. Quyết đổi thì 10 điểm thuộc tính. Giá hơi không bình thường. Nếu như có thể đổi được sự tin cậy của đế tận thì đáng đỡ cuộc. Ngươi vui là được rồi. Có tiêu hao 10 điểm thuộc tính đối với đổi lộng bao hậu thiên lên bảo không? Quý thừa tướng, Long Vương, Lão Thần đã đến rồi. Nhận lấy vật này đi, quá mấy ngày nữa thì đến triều ca một chuyến. Bàn nó cho đế tần. Dân Long Vương, lâu như vậy rồi mà còn chưa quay lại, hay là Khổng Tuyên đó bị Long Vương giết chết rồi? Kệ chúng thôi, ta còn có chuyện khác phải làm rồi. Trọng pháp đã đi lộng rồi, phải tranh thủ thời gian. Đây là vị thế của chủ nhân thiên hạ. Cơ sườn nhất phong phổ dương dưới lần này đã có làm khó cơ sườn nhỏ, xem ra trong lòng hắn đã có còn kính sợ. Xin tuân theo vương lệnh. Cơ sườn, nói như hôm nay người dám không có ai với gì, bốn vương nhất định sẽ khiến cả người có đi mà không về. Bên thân đi, tạ vương thượng. Khổng tướng quân trấn giữ tạm sườn hoàng, dâng lên một viên bảo châu. Không tiền tương quân trấn giữ tam hoàng sợ dâng lên một viên bảo châu. Vậy mà lại bảo châu được nuôi dưỡng trăm năm. Có lòng rồi, không tương. Ngươi đi tìm bảo vật dội lắm, phải thưởng. Vương thượng thích là được rồi. Trên người Khổng Tuyền lại có long lực. Khổng Tuyền này là người có long cung nào, từ khi nào thế? Bây giờ trong triều lại có người có trấn hải long cung xâm nhập, hình như không phải là một chuyện hay. Không, không ổn rồi vương thượng. Hoảng loạn cái gì? Thành ra cái hệ thống gì nữa hả? Ông vương thượng à, trấn hải long cung phái người đến. Quả thực là người của trấn hải long cung. Quả thực là người của trấn hải long cung. Tự xưng là quy thừa tiến. Lúc này đã ở bên ngoài cửa cung. Thường vương để tận bái kiến trường tiền. Thường vương, long vương nghe nói hôm nay là sinh thần của người, đặc biệt sai khiến ta đến để thăm hỏi. Đã tạ Long Vương đã nhớ đến. Đế tần xin bái tạ. Trường tiền nó đã đến đây rồi, hay là cùng nhập cùng dự yến thế nào? Nếu như tiên trường đã đến đây, hay là vào cùng dự yến? Ta có chút chuyện hôm nay thì miễn đi. Long Vương xa ta đến đây còn có một chuyện còn làm. Ở tiên trưởng, vật này là... Bảo vật này là pháp bảo mà vào vườn của ta luyện chế ra. Xứng với vương thượng, vật này có thể phòng ngừa được một vài pháp thuật, còn có thể bồi dưỡng cho cơ thể. Thường vương, đừng có phụ sự kỳ vọng của lòng vương, bổn vương khắc ghi trong lòng. Thường vương, có duyên thì gặp lại. Đây là lòng vương bàn cho thế nào? Chúc mừng đại vương cái chi bảo. Đây là phục sức chỉ có vương vương mới có, để trấn áp vận khí đại thường ta, kéo dài ngai vàng đại thường. Lão thần cũng cảm thấy Khổng Tuyên nói không sai, xem ra Long Vương đã hạ quyết tâm bảo vệ ngai vàng của đại thường rồi. Hai vị ai khanh là trọng thần của đại thường ta, bốn vương cho phép chuyện này. Chúc mừng vương thượng trời bảo hộ đại thường ta. Chúc mừng vương thượng trời bảo hộ đại thường ta. Ngao phàm, nơi rốt cuộc có ý gì? Làm hôn đại sự của tam giáo ta, lấy nào cũng muốn nghịch thiên chắc. Sư tổ mà trước mắt có phải nên nói chuyện này với đạo tổ rồi mới định đoạt không? Xem ra chuyện này chỉ có thể làm như vậy thôi. Nếu không ngó phạm tất sẽ thành hậu họa. Họ đến rồi. Hồi ta chọc dẫn nước hoa đường đường tới lúc nào thế? Tần thì gia chủ đã có phân tâm về chuyện nhỏ. Trước mắt thì mọi người đều đã đến đủ rồi, tại sao còn đạo tổ còn chưa xuất hiện? Đây là tiên thần ở đường nào vậy mà lại sắp đến trước tử cùng? Con dám không thù linh ý? Là kẻ nào mời Long Vương đến đây vậy? Nơi này là nơi hắn có thể đến sao? Tại sao hắn lại đến đây? Hay là do tổ đạo, do đạo tổ mời đến? Không ngờ lại được gặp lại, lại nhận lời mời. Chứ dù là bàn bạc cái gì thì đều không thể nào bỏ lỡ cơ hội này. Chờ thế, ngươi không sợ bị lừa? Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngang.
Người lùi xuống trước đi, cứ luôn ở nơi này chờ thì còn tốt. Ngô Phạm, ai cho phép ngươi tùy xông vào tiêu cung? Thiên Tôn gia chủ bớt giận. Chủ nhân nơi này mời ta đến làm khách, không thể nào. Chuyện này là bàn bạc đại sự, có liên quan gì tới người? Việc đã đến nước này rồi, con chưa hiểu ư? Với y thế hiện giờ của Long Cung, chuyện gì mà tam giác các người muốn làm có thể làm được sao? 194.